Năm 23 tuổi thì em có một cái biến cố rất lớn là em gặp phải một cái tai nạn giao thông. Dạ, thì lúc đó em bị té xuống và bất tỉnh. Cái cổ của em nó chấn thương tủy sống ở cổ. Thương tủy sống đúng không? Dạ, làm cho em bị liệt tứ chi. Nên giờ em phải ngồi xe lăn. Dạ, tới giờ này 13 năm rồi vẫn gắn liền với chiếc xe lăn. Em xem Trúc vừa là người vợ vừa là một cái món quà mà Thượng Đế gửi cho em. Ngoài ra em hay nói với mọi người Trúc là một cái vị Bồ Tát sống đối với em đúng không? Đúng rồi. Vì rất hiếm có người làm được như Trúc. Đây, để tiên phụ cho. Đây, để em tiên phụ nha. Lên luôn. Em chỉnh cho mình cho nó ngay lại nha. À, ơi, chào tụi em. Dạ, em chào chị Hương Vân. Em chào anh Ngọc Quá Triều Tiên. À, em tên là Nguyễn Danh Tính. Hiện tại thì em đang kinh doanh online. Và em là có viết sách nữa. Viết sách nữa? Viết sách, dạ. Tính bao nhiêu tuổi rồi cơ? Năm nay em 36 tuổi. 36 rồi? Dạ. Công việc mà kinh doanh online của Tính á, là bán cái gì nè? Để cho khán giả biết, mọi người ủng hộ luôn. Đúng rồi, mình giới thiệu đi. Em bán các cái mặt hàng tiêu dùng. Em bán chủ yếu là qua Facebook. Dạ. Facebook, chủ yếu là giới Facebook. Thiệu đi. Facebook, Facebook của mình tên này là Nguyễn Chánh Tính. Nguyễn Chánh Tính luôn? Dạ. Mọi người ơi, kết bạn Facebook của Nguyễn Chánh Tính nha. Mình cần mua cái gì, những cái đồ dùng của mình ha. Cái gì mà cảm thấy cần thiết cho gia đình và bản thân mình. Dạ, ủng hộ bạn Tính. Dạ, em là Nguyễn Thị Trúc. Em 33 tuổi và hiện tại là em đang hỗ trợ anh Tính trong công việc kinh doanh và chăm sóc anh Tính. Cuộc sống của hai vợ chồng bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh của mình. Dạ. Hay đang ở đâu em? Dạ, tụi em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hỏi cơ duyên gì đâu mà hai vợ chồng biết nhau và để đến với nhau vậy? Lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Lúc trước là em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó em có muốn tìm mua một cái món hàng thì em nhớ là hình như trong cái vòng bạn bè trên Facebook của mình á có một cái người bán, thì thay vì mình mua của người ngoài á thì mình lại mua của bạn mình đi. Cái sản phẩm đó là cái gì vậy? Em mua cái cục sạc. À, là Tính bán cục sạc đó xài được không? Xài lâu không? Dạ, cục sạc dự phòng với một cái dây sạc. Mà xài tốt không? Xài lâu không? À, ông chủ chăm sóc kỹ lắm chị. Hả? Cho nên xài rất là lâu. Đó. Cho nên bây giờ mới là nên duyên như thế này nè. Dạ. Chị muốn hỏi một chút xíu là lý do tại sao Tính lại phải ngồi xe lăn như thế này? Dạ, cái lý do mà em ngồi xe lăn là năm 23 tuổi. Thì em có một cái biến cố rất lớn là em gặp phải một cái tai nạn giao thông. Dạ, thì lúc đó em bị té xuống và bất tỉnh. Cái cổ của em nó chấn thương tủy sống ở cổ. Chấn thương tủy sống đúng không? Dạ, làm cho em bị liệt tứ chi. Nên giờ em phải ngồi xe lăn. Dạ. Tới giờ này 13 năm rồi vẫn gắn liền với chiếc xe lăn. Bắt đầu từ lúc nào là Tính bắt đầu buôn bán online? Sau khi mà 2 năm điều trị không có kết quả thì lúc đó tài chính của gia đình, ngay cả tài chính của bản thân em nữa, cũng có một phần trong đó thì dồn hết cho bệnh đau, nó kiệt quệ. Thì lúc đó em mới bắt đầu em phải chấp nhận là sự thật là mình phải ngồi xe lăn, có thể là ngồi xe lăn suốt đời. Mình chuẩn bị cái tâm thế đó, nên là em quyết định là phải tìm cách để mà mưu sinh. Để có tiền uống thuốc, trang trải cuộc sống sinh hoạt. Nhưng mà khi mà em gặp Tính thì em có biết cái tình trạng của Tính như vậy không? Lúc đầu là anh Tính kinh doanh Facebook không á. Anh Tính kinh doanh là anh ở quê kinh doanh chị. Cũng không nghĩ là cả hai sẽ có tiến triển xa hơn, chỉ là bạn bè mình trò chuyện rồi mình hỏi thăm nhau thôi. Thì em có biết tình trạng anh bị như vậy. Rồi tiếp tục làm sao mà hai bạn lại quen với nhau? Thì trong lúc mà trò chuyện chia sẻ về những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình thì anh Tính là một cái người mà có cái sự quan tâm để ý. Có thể là người khác, bạn bè em thì người ta không có để ý, nhưng mà ảnh, em không hiểu sao mà nhìn qua cái màn hình cam lại để ý hay đến như vậy. Lúc đó ảnh có nói với em là em đề phòng anh, đề phòng chứ em đừng đề phòng anh vô hại, mình có làm hại gì được hay đâu. Rồi xong rồi hai bạn cứ trò chuyện với nhau như vậy. Dạ. Một thời gian. Dạ. Bao lâu thời gian đó, dài không? Thời gian đó là tầm khoảng hơn 3 tháng. Ủa vậy trong lúc mà hai người trò chuyện với nhau á là em đang ở đâu? Em đang ở thành phố. Em ở Sài Gòn, ở thành phố. Còn anh là ở quê. Quê ở xa không? Bình Định. Bình Định. Trời ơi, gần dữ. Bình Định gần quá. Rồi, cái vấn đề mà địa hình địa lý như vậy rồi làm sao để hai bạn đến với nhau được? Sau cái lễ 8 tháng 3 thì em xin nghỉ phép một tuần. Thì em bắt xe từ Sài Gòn em về Bình Định luôn. Tại vì anh không di chuyển vào được. Có một lời rủ rê nào không hay là em tự nguyện? Thì sau khi đã xác định được tình cảm với nhau rồi thì anh có nói là nếu như mà xác định nó đi lâu dài á thì thôi gặp nhau đi, nhưng mà cái khó của anh là không có di chuyển được.
thì mình đi, mình đi được thì mình đi. Anh không đi được thì em đi, có gì đâu. Lúc đó em cũng nghĩ là em liều thiệt. Em đi một mình em. Và khi mà về gặp anh á, cái cảm giác lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nó rất là thân thuộc, giống như là mình đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Nó không phải là chỉ là những người mới gặp nhau, bạn bè mới gặp nhau nữa, mà cảm giác rất là thân thuộc và gần gũi. Rồi tính khi mà bà xã ra ngoài đó với em thì em cảm giác như thế nào? Em có tin được đó là sự thật không? Không, không có từ nào để diễn tả. Em rất là hạnh phúc và rất là bất ngờ. Em tưởng tượng như một giấc mơ. Cái hôm đó là em thức nguyên đêm luôn. Cái hồi hộp nó lẫn lộn cho tới khi mà bạn ấy mở cửa. Lúc đó là em không có di chuyển được nên. Ai mở cửa cho bạn? Mẹ đi đó. Mẹ của em? Dạ, mẹ của em đi đó. Ủa rồi mẹ đón nhận em như thế nào Trúc? Thì lúc đầu là tụi em không có chia sẻ với mẹ của anh. Anh là chưa biết trước luôn. Đón em với tư cách là một người bạn về chơi thôi, về thăm, về chơi. Em mở cửa tưởng tượng luôn cái luồng sáng á, quánh công sơ lây á em. Trời ơi. Là buổi trưa hả hay gì, hay là lúc đó buổi sáng sớm, sáng sớm những tia nắng ban mai quánh công sơ lây, cái tính mở cửa ra thấy trời hai thiên thần đứng ngoài cửa, tuyệt vời quá. Rồi đến khi mà ba mẹ của tính biết đây là cái người yêu của em đến đây là vì em. Dạ. Như thế là ba mẹ như thế nào? Lúc đó thì ba mẹ vừa mừng mà cũng vừa lo. Ba mẹ có khuyên em nữa, tại vì ba mẹ nói là trước đó thì em cũng đã có một cái người bạn á. Bạn gái, và sau khi tai nạn giao thông thì vì rất nhiều lý do nên là tụi em đành phải chia tay. Chia tay. Dạ. Thì ba mẹ có nói với em là thôi con cứ sống với ba mẹ vậy đi. Chứ cũng đừng làm khổ con gái người ta. Đó là một cái câu. Rồi ba mẹ nói là mình nếu như mà bạn đó không biết là có thương con thật lòng hay không. Nếu như mà bạn đó không thương thì con có vượt qua được cái nỗi đau một lần nữa hay không. Kiểu sợ em bị thất tình. Hiểu. Dạ. Còn ba mẹ bên em lúc mà đầu thì không biết là anh bị tai nạn như vậy, nhưng mà sau khi biết rồi thì với tư cách là người cha người mẹ thì ai người ta cũng sẽ cản, sẽ không đồng ý. Nhưng mà đối với em là thật ra là không phải ích kỷ, nhưng mà mình là người cảm nhận chính xác nhất là cái điều mình cần là cái gì, cho nên là em quyết đi là em đi. Và rồi em thuyết phục ba mẹ như thế nào để mà ba mẹ chấp nhận em đến là tính? Em chứng minh bằng những điều mà tụi em làm trong cái khoảng thời gian sau đó thôi. Mà anh cũng muốn là bây giờ mình ở nhà 10 năm rồi thì mình muốn quay trở lại Sài Gòn một lần nữa, đứng lại ở cái nơi mà mình đã té. Đứng dậy ở đó và té ở đâu là đứng lên đó đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, vợ em chăm sóc em thấy ok không, ổn không? 3 tháng ở bệnh viện á, em lấy cái cớ là vào kỳ bệnh, nhưng mà nó còn đằng sau đó nó còn một cái là em muốn thử thách bạn ấy, thử là bạn ấy có vượt qua được 3 tháng đó hay không. Trong 3 tháng đó là Trúc làm mọi thứ rất là tốt. Thế rồi quyết định là hai đứa làm đám cưới. Dạ. Đúng không? Hai em cưới nhau lâu chưa? Hơn 2 tháng. Ủa, mới cưới đây thôi. Dạ. Dạ. Ủa, vậy rồi là quen nhau bao lâu? Em quen nhau tới thời điểm bây giờ là 5 năm. Wow. Quen 5 nhau. Năm để mà gọi là đồng hành bên nhau để thử thách lòng mình. Dạ. Ha, để thử thách đối phương ha. Và bây giờ là cưới được 2 tháng. Dạ. Ôi, chị nghĩ là số trời. Có dự định có baby chưa? Dạ, cũng có là anh. Em dự định là 5 sao. Nói chung là cuộc sống vợ chồng là ok đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng hạnh phúc rồi, đúng không? Trong quá trình mà hai vợ chồng sinh sống với nhau trong khoảng thời gian vừa qua á, thì Trúc có cái gì mà làm cho em phật lòng em không thích không? Đối với em, Trúc là một người rất là hoàn hảo. Chỉ có điều là Trúc hơi nóng tính. Giận là giận ra mặt luôn. Giận là giận cho ra ngu ra khôi luôn vậy đó. Đúng rồi, giận thì giận mà thương thì thương đó. Rồi có gì nữa không mà tính? Có còn hiếp em không? Em nói đi, em cứ nói ra đi. Cơ hội ngàn năm có một đó. Đúng rồi, đây là cơ hội em nói ra hết đó. Không phải nó chăm sóc mình được, nó dữ dằn đang hiếp mình được đâu em. Phải nói đó. Nói chung là có anh hiếp. Nói em nè. Nghi rồi. Em chấp nhận là kèo dưới thôi chứ gì. Giờ đâu phải phản kháng sao đừng nữa. Thôi bây giờ em muốn Trúc thay đổi gì nữa đúng nè. Đúng rồi đó. Thật ra thì Trúc đến với em á, em xem Trúc vừa là người vợ, vừa là một cái món quà mà Thượng Đế gửi cho em. Ngoài ra em hay nói với mọi người á, Trúc là một cái vị Bồ Tát sống. Đối với em đúng không? Đúng với em. Bởi vì rất hiếm có người làm được như Trúc. Có nghĩa là bây giờ là chỉ mong sao mong được nóng tính, bớt nóng tính hả? Hay sao? Hay là bớt ăn hiếp? Thật ra thì em mong là Trúc bớt nóng tính lại một xíu. Bớt thẳng tính. Đôi khi là Trúc thẳng tính quá thì làm mất lòng người khác. Thật mà nên thẳng quá. Quá đó, dạ, bộc trực quá. Dạ. Nhưng mà ông bà mình nói có lửa nó có khói em ơi.
cho nên không phải tự dưng mà nó nóng đâu. Nó em cũng nghĩ em nghi vậy đó, rồi mà để con sao nè. Cho nên giờ chuyển qua em đó, em nói lý do cho chồng em biết đi, tại sao em nóng tính em nói đi. Lúc đó là em không phát hiện ra đâu, nhưng mà sau này em mới biết anh nói nhiều lắm chị ơi. Em không cần biết em ở đâu, em chỉ cần bước vô cái phòng mà thấy mặt em là bắt đầu nói. Có thể nói từ vấn đề này bắt sang chuyện kia, bắt sang chuyện nọ, một cái vấn đề có thể phân tích được là nếu mà hướng A nó sẽ như thế nào, hướng B nó sẽ như thế nào, hướng C nó sẽ như thế nào. Em nói trời ơi sao mà nói nhiều dữ vậy trời, không biết tôi lấy chồng hay tôi lấy vợ nữa. Anh là người rất là kỹ tính. Em mua dừa á chị, dừa về em cúng á. Cái em chặt dừa, cúng xong em chặt dừa. Em đừng chặt ồn, ồn hàng xóm. Nó chặt cái dừa không ồn gì đâu, phải chặt bữa trưa ngủ đâu. Mà miễn là em chặt dừa là sẽ nói. Có nghĩa là em là người không có thích nói quá nhiều, một lần hai lần thôi. Còn cái gì nữa không Trúc? Anh tính là người tập trung công việc, có thể nói là 200% khả năng của mình á. Anh nằm đó anh làm, nếu mà em có việc gì em đi ngang qua đó là không bao giờ thấy em để kêu em đâu. Em chỉ cần bước lên cái giường cái em làm cho anh cái này không, mới xong cái này xong leo lên em cái kia nữa, em làm cái kia hoặc lại leo xuống làm. Em hỏi ủa anh sao lúc mà em ở dưới anh không kêu đi, em cứ nhảy lên cái giường, anh thấy em ở không anh chịu không nổi. Là cứ liên tục như vậy. Và đôi khi cái sự tập trung của anh á, quên ăn quên uống, mình đi vô mình kêu ăn mình kêu uống cũng bị la, kêu uống thuốc cũng bị la luôn. Mình làm theo á thì cũng nói, mà mình không làm theo thì cũng nói. Đôi khi nó kỹ tính đến cái mức khó lắm nè, có nguyên nhân cái đâu, phải tự dưng mạng nhỏ nóng tính đâu trời. Bây giờ mong muốn thay đổi đi, nhìn vô tính nói anh ơi đó, em nói đi. Nãy giờ anh cũng nghe rồi á, thì thôi anh về anh suy nghĩ đi. Thí dụ anh 200% thì anh còn 150% thôi, thì đỡ mà vợ anh có lạng đi nghe thì anh nhớ để ý nha. Tại vì hôm đó nó sẽ mặc đồ đẹp đó. Ví dụ vậy. Hoặc là thôi kệ đi, em lúc em đi ngang á, tính ơi cần gì nữa không anh ơi, hoặc em leo lên giường là đừng có kêu nữa đây hả đó, tiếc gì con nói không. Quan trọng là mình nhìn nhận mọi chuyện nó nhẹ nhàng là nó nhẹ nhàng hả chị ha. Ừ, nói chung là hai đứa tự điều tiết đi. Điều tiết đi để mà cho cái tâm lý của mình nó thoải mái thì mới có em bé được. Dạ. Thôi cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha. Dạ. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuấn Dương. Công việc của em là em làm công an. Công an. Vâng, em 27 tuổi. Dương 27 tuổi. Còn em? Dạ, còn em là Như Phụng. Dạ, em làm kế toán và năm nay em 25 tuổi. Quen nhau trong trường hợp nào? Em làm chung với một chị mà chị này á, là bạn thân của anh. Thì chị thấy cả hai thì chưa có người yêu cho nên muốn giới thiệu em với anh đến với nhau á. Thì cứ mỗi lần mà chị up cái gì lên Facebook á, chị đều tag cả hai vợ chồng vô hết á. Lúc đó em không có để ý tới chồng nhiều lắm. Tại vì em không có thích mà làm mai làm mối, thích là tự nhiên đến thôi. Thế rồi lúc đó thì em cũng rất là tò mò. Không hiểu tại sao cô bạn của mình lại cứ tag cô bé này vào. Thì cũng tò mò, em cũng tìm hiểu. Thì xem hình thì thấy cũng dễ thương, nhắn cho nên là thôi thì một buổi tối rảnh cái là em quyết định là online và lướt vào cái trang Facebook của vợ. Thì em thấy bất cứ một tấm hình nào em đều like hết. Like hết. Và coi như là sáng hôm sau vợ mở Facebook và thấy là lúc đó em thấy rất là nhiều cái thông báo thì toàn bỏ ra, như thế toàn là cái Dương Nguyễn like hình của mình không à. Thì mình cũng thấy, mình suy nghĩ trong đầu chứ không biết anh này làm công an hay làm khủng bố like nữa. Thì lúc đó là biết anh này là công an rồi. Dạ lúc đó là biết công an rồi à. Nhưng mà thấy cũng hơi là lạ cho nên là với vô face của anh coi thử. Thì thấy thích thôi chứ không phải là có tình cảm gì hết, tại vì thấy anh cao quá không có hợp với mình. Cao là cao dáng cao. Dạ dáng cao á. À vậy đó hả? Tại vì em so ra với chồng rất là nhỏ. Cho nên em không thích mấy người cao, thích mấy người vừa thôi. Vậy đó. Lúc đầu không phải là hình mẫu của vợ. Vợ là có một cái hình mẫu đó là chính, đó là nhìn thư sinh phải có kiến, còn lúc nào mặc sơ vin đẹp trai đó. Em gần giống cái mẫu đó mà. Lúc đó em không có nhìn trong bụi lắm. Vậy hả? Vậy muốn luyện sao hay quá vậy. Bây giờ là y như là cái tiêu chuẩn mà em đề ra. Mặt rất là thư sinh, thiếu có cái mắt kiến thôi. Hình mẫu của em đó. Nói chung là hai vợ chồng nhờ tác qua tác lại mà cuối cùng mới tác hợp nha. Bao lâu tụi em gặp nhau ngoài đời? Thì khoảng một tuần thôi. Tức là lúc đó chị An cũng tạo cơ hội cho hai đứa gặp. Chị chuyển chỗ ở đó thì nhờ cả hai bên tới phụ để mà chuyển đồ đó. Thì đó là lần đầu tiên gặp chồng. Ví dụ gặp nhau lần đầu tiên chắc chắn là em là người có ấn tượng rất tốt với cô này đúng không? Vâng, lúc gặp thì em có một cái ấn tượng đó là trời cô bé sao mà thấp dữ vậy, coi khúc à, đứng cái tới vai à. Cái em mới nghĩ trời sau này mà sao mà hôn được. Trời ơi, nghĩ ngay luôn. Đó là suy nghĩ lúc đầu của em. Thì sau đó thì do công việc thì em quan sát thì thấy cô bé này tuy nhỏ nhắn mà cũng có vẻ lanh lẹ, siêng năng, cái gì cũng xông xáo làm. Cái là thôi em mới suy nghĩ em đầu, không sao hết, này thấp kệ đi, mình khắc phục được. Chứ còn nếu mà mình cảm thấy hợp được thì mình cứ làm quen, quen thử xem sao, không có gì hết. Còn em sao? Tôi ấn tượng với chồng là sao mà đẹp trai quá à, đẹp hơn cái đồng hình nữa.
vậy á. Cái này em thích liền luôn. À, thích liền luôn, bỏ qua cái chiều cao luôn. Thích liền nghĩa luôn. Nghĩa là bây giờ trong cái cuộc gặp gỡ này ai thích ai trước? Em nghĩ là chắc cả hai. Cả hai cùng thích nhau. À, với em ấn tượng là gì? Thấp thấp anh bất chấp, đúng không? Lúc đó em nghĩ là làm sao em, người ta hay có cái câu chân ngắn nhưng mà đầm thắm dễ thương. À, cho nên là em cũng thấy được thôi. Ừ, làm quen đi. Ừ, thì cho đến lúc các bạn cưới nhau thì khoảng trong bao lâu? Dạ khoảng 7 tháng. Lúc đó là lúc mà cưới nhau thì mọi người cũng có hỏi là sao lại gấp như vậy á, thời gian cũng ngắn. Nhưng mà chồng thì nói chung là trong thời gian quen thì tất nhiên bọn em cũng có sự đánh đo qua lại rồi. Ừ, trong quá trình yêu thì lúc nào cũng có cái sự mâu thuẫn và hai người cũng chia tay cũng vài lần, và sau đó thì cũng lại làm lành với nhau. Thì cứ sau mỗi lần vậy cãi vã thì bọn em lại rút ra kinh nghiệm. Dạ. Rồi đám cưới, trong cái đêm đám cưới ông đêm tân hôn chứ hả chị? Đêm tân hôn hai chồng có gì vui, có gì bỡ ngỡ, có gì rụt rè không? Đêm tân hôn em là người con đàn ông mà, cho nên mình chủ động mình tìm hiểu trước cái việc đó. Ừ, không, em xin nói trước là không có đêm tân hôn, bọn em chỉ có chiều tân hôn. Chiều buổi chiều luôn à? Là có nghĩa buổi trưa làm lễ cưới xong thì buổi chiều bọn em không chịu được, cho nên là thôi. Dạ. Thế hai bạn lấy nhau bao lâu? Dạ tụi em lấy nhau được 7 tháng rồi. Rồi sau 7 tháng chung sống với nhau thì em có vỡ mộng gì ở đấng ông chồng này không? Dạ vỡ mộng thì cũng đến nỗi nhưng mà rất là thất vọng. Sao vậy? Vụ gì? Tại vì chồng em rất là gia trưởng, tới thời bây giờ rồi mà chồng cứ bắt em phải làm việc nhà rất là nhiều. Ừ, rồi cứ phải giặt đồ. Mà giặt đồ lúc trước khi mà em có gia đình á thì một tuần em giặt có một lần thôi, còn bây giờ chồng bắt em là một mỗi ngày phải giặt, em không em thấy rất là áp lực, không thích như vậy. Tính em thì nó muốn gọn gàng, cái gì đâu vào đó thì em cũng có thói quen là ngày nào xong rồi mình kết luôn để mình để hôm sau mình khỏi phải dồn, mỗi lần dồn nó mệt lắm. Cái em thúc giục với vợ mà cuối cùng vợ không nghe, nhiều lúc em cũng to tiếng nhưng mà cuối cùng vợ không có làm thì cũng phải chiều thôi. Rồi nói chung vợ em khi mà cưới về rồi mới biết vợ em khá là biến. Dạ con. Dạ con. Rồi sao nó dưng? Đi làm về á thì ai cũng mệt mỏi, thì vợ chồng mới cưới mà thì cố gắng một bữa cơm, nhưng mà vợ thôi lười nấu cơm, nó ra ngoài ăn đi. Em thì lúc nào cũng đồ ăn thì có sẵn rồi xuống nấu, em mới kêu vợ xuống nấu đi, kêu em mệt lắm. Mà cuối cùng làm gì đâu, nằm trên giường bật điện thoại rồi online. Tại vì em không có thích, mà càng nhắc thì em càng thích chống đối, không thích làm như vậy đó. Không được. Rồi ngoài làm biếng ra còn gì không? Có cái tật đó là rất là tò mò. Khi mà yêu nhau thì ai cũng có một cái quá khứ, thì mình tìm hiểu mức độ thôi, thì để đỡ phải biết nhiều, đỡ phải suy nghĩ. Nhưng mà vợ em cũng rất là tò mò tìm hiểu, và khi biết những cái chuyện gì đó không hay trong quá khứ thì vợ em lại giận. Giận được ghen hả? Dạ. Vẫn còn ghen. Dạ. Mà ghen cái quá khứ của em thì lúc nào cũng thuyết phục quá khứ thì qua rồi. Nhưng mà sao em lại phải tò mò như vậy? Cực cực lắm. Tại sao phải tò mò? Cái này giống như là bản năng của em rồi, em không thay đổi được. Chứ không phải là em chồng em có một cú phốt gì với em? Không, thực sự mà nói chồng em không có làm gì hết á. Chỉ có là em tự lên Facebook của anh rồi tự vô mấy cái Zalo với Viber, em tự coi lại mấy cái trước đây của chồng. Ồ vậy đó hả? Rồi xong rồi tự ghen ngược vậy đó hả? Dạ. những lần đó rất là căng thẳng, tại vì cái này không phải là thực tế của mình, nên mình không biết phải giải thích như thế nào ấy. Ừ, cho nên thôi cứ để vợ dặn dặn cho nguôi đi rồi lại. Rồi trong quản lý kinh tế thì hai vợ chồng ai là người nắm cái quyền đó? Em là người giữ tiền nhưng mà chồng là người lên kế hoạch chi tiêu, bắt em phải làm theo. Thì cũng đơn giản, tại vì vợ em trước giờ là sống gia đình cho nên là chi tiêu trong gia đình là không có đụng chạm gì tới. Trong khi em thì cũng tự lập lâu rồi cho nên em biết cách cái gì đó chi tiêu. Một người giữ và một người chi tiêu, vậy có khi nào cãi vã nhau về cái chuyện không? Dạ cãi nhau thường xuyên luôn. Cụ thể cái lần cãi vã gần đây nhất? Dạ gần đây nhất hay là cái lúc mà chuẩn bị quà sắp tới Tết đó, là tụi em chuẩn bị quà cho hai bên gia đình á. Lúc này thì chồng lại muốn mua nhiều hơn em, nhưng em thấy nó không có cần thiết thì chồng cứ bắt là phải mua cho bằng được. Tết thì lâu lâu mới có một lần, thì mình biếu người nào mình biếu người kia một tí, mình vừa lấy tình cảm mà mình vừa duy trì các mối quan hệ. Thì còn vợ em thì lại kêu thôi cái đó người ta lâu quá không có gặp, mà mình tặng làm cái gì mất công á, cũng tốn nữa, thôi mình tập trung một cái khác đi. Đó bao giờ mà gây nhau vì cái chuyện mà em sắm sửa quần áo cho riêng em không? Dạ có, tại vì em thích hay coi đồ trên online. Mua hàng online? Dạ, em thích coi mua hàng á. Thì em coi xong em thấy cái váy đẹp quá, mua về giấu, không cho em biết. Mà trước đó là em đã từng dọa rồi. Em mà cứ mua đồ online như vậy anh sẽ giận đó nha. Anh là người giữ tiền đó nha. Mà cuối cùng là vẫn cứ lén lén mua. Thì bị nhiều lần mua nhưng mà không có được như ý đó. Cho nên là em rút kinh nghiệm, cái gì em thích thì anh chở em đi. Trong cái chuyện mà chi tiêu tiền bạc như vậy á, em có bị sốc không? Dạ cũng có sốc, tính của em thì cũng thoải mái quen rồi, không có thích bị kiểm soát như vậy. Cái như là mình thích làm gì thì mình cứ làm thôi, mà chồng thì sống theo một cái cách đề nếp. Em là sống theo một cái khuôn mẫu. Khuôn mẫu cho nên nhiều lúc thấy giận nghề nghiệp mà, đúng không? Dạ. Vậy thì có khi nào em nghĩ là bây giờ mình phải chấp nhận một cái cuộc sống mà chồng mình đã định hướng ra như vậy không? Em đã quen chưa?
Dạ, em vẫn còn chưa quen lắm. Nhưng mà chắc chắn là phải cố gắng để cho phù hợp. Em sẽ là cố gắng theo cái định hướng của chồng, hay là em muốn chồng á là sẽ nhiễm theo cái mà cái cách sống của em, cái suy nghĩ của em? Em muốn cả hai luôn. Thế bây giờ nếu như cho em một cái điều mà em mong mỏi chồng em thay đổi thì điều đó là điều gì? Em mong mỏi chồng em là bớt siêng năng một chút. Chồng em siêng năng quá, mà giả sử như có siêng năng thì thôi siêng năng mình đi, đừng có lôi kéo vợ theo. Ủa là sao? Là sao anh chưa hiểu? Có nghĩa là chồng em cứ thích làm việc nhà nè, cứ bắt em phải làm theo như vậy, thì chồng thích thì thôi chồng cứ làm một mình. Em thì nghĩ là gia đình mình ở thì có hai vợ chồng thôi, anh làm một chút em làm một chút, thì san sẻ công việc làm chung cho nhau cho vui, cho nên nhiều lúc cãi bà cãi em. Dạ. Thế còn điều gì nữa không? Chồng em bớt vô tâm, không có suy nghĩ tới vợ mình như thế nào hết trơn á. Tức là thích đi đá bóng, đi xong rồi là không có cần quan tâm là vợ đi về bản gì hết, tại vì tụi em đi làm đi chung một xe á. Chị hỏi nè, lúc mà em lấy vợ về á, là em có phải dạy vợ em quán xuyến gia đình hoặc làm những công việc trong gia đình hết không? Dạ. Hay là vợ em đã là một người rất là đảm đang rồi? Vợ em trước á là sống chung gia đình cho nên không phải động chạm tới mấy cái đó nhiều. Bây giờ là cuộc sống tự lập gia đình rồi, cho nên vợ vẫn giữ cái nếp cũ là không có làm gì nhiều á, hoặc là có làm mình làm lơi thôi. Cho nên nhiều lúc em phải nói với vợ chịu khó giặt đồ đi. Giặt đồ bằng máy giặt thì nó đơn giản mà. Giặt bằng tay. Cái gì? Giặt bằng tay đó anh. Sao cho bạn bằng máy giặt đâu? Không cho bạn bằng máy giặt, lý do? Cứ nói là lao động là vinh quang. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói đó. Đã vậy con bắt là mỗi ngày phải giặt đó, em đâu chịu đâu. Em chống đối, em phản đối tới cùng. Bây giờ còn không? Bây giờ là bắt 2 ngày giặt một lần. Nhà có máy giặt không? Dạ không, không có cho mua. Tại vì lý do thì tại vợ chồng cũng mới mà, về kinh tế thì cũng có chưa được ổn định lắm. Nếu mà mua thì phải mất một khoản rất là lớn, trong khi có nhiều khoản cần mình phải lo á. Cho nên em nghĩ là từ từ mua. Còn cái việc giặt đồ thì em nghĩ là cũng là chuyện nhỏ thôi. Nếu mà vợ không giặt thì em giặt thôi, không có gì. Mà nhiều lúc chồng giặt xong á là không đấu cho em ngồi yên đâu, bắt em đi lau nhà. Em xè bàn tay em thôi. Bàn tay này giặt hoài nó sẽ bị hư da tay. Không, em làm rồi. Bây giờ có hai vợ chồng thôi mà thử hai bộ đồ xong mình đi giặt bằng cái máy giặt thì nó rất là vô lý. Mà quần áo của mình không phải cái nào cũng giặt máy giặt được. Nếu em mặc đồ jean nhiều á thì em mặc cái máy giặt. Chứ còn những cái đồ mỏng manh như này, ví dụ như vậy, em giặt bằng tay mà nếu như mỗi ngày mỗi giặt nó rất là nhanh. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Cái thứ nhất là vợ bớt kiếm, làm xiên thêm một tí. Một cái nữa đó là em muốn vợ bớt tò mò. Biết thì biết chút ít thôi, chứ mỗi lần mà vợ mà biết sâu, biết nhiều quá thì lại xảy ra chuyện. Dạ. Còn em muốn chồng em thay đổi sao? Dạ, chồng em bớt gia trưởng, bớt khó chịu nữa. Cứ mỗi lần mà vợ không chịu làm gì thì thôi từ từ vợ làm, chứ đừng có nhăn nhó. Rồi đừng có làm xong rồi kể công. Ủa nhưng mà trước khi em lấy chồng em biết chồng là công an rồi mà đúng không? Dạ em biết chồng là công an, nhưng mà em thấy trước khi cưới là màu hồng mà sau khi cưới sau là màu đen á. Vậy đó hả? Dữ vậy đó. Dạ. Hả? Sốc hả? Dạ sốc. Bây giờ bớt sốc chưa? Dạ cũng đỡ rồi, nhưng mà khi mà cái ngành của chồng á thì sau khi cưới xong em cũng biết thêm là cứ phải đi trực thường xuyên á. Đúng rồi. Cứ giờ giấc nó không có được như người khác á, em thấy thiệt thòi quá. Cứ mỗi lần mà được cái kỳ nghỉ lễ Tết á thì người ta được đi chơi, còn em cứ ở nhà với, còn chồng thì đi trực. Chị thấy hai em cố gắng giảm đi một chút, bằng này cố gắng nâng lên một chút, thì là cái sự hòa hợp của tụi em nó sẽ hoàn hảo hơn. Tại vì đúng là bây giờ cô bé này nhìn vậy chứ mà thấy nhỏ xíu à. Cái từ cái tư tưởng như cách nói chuyện tới cái nhân dáng là thấy nhỏ lắm. Mặc dù thua em có 2 tuổi, em lại chững chạc hơn rất là nhiều. Thì em cứ tưởng tượng vợ em á là nít đi, rồi bắt đầu em sẽ dạy từ từ. Thì chị nghĩ là như vậy thì từ từ vợ em sẽ thấy ra được một cái điều rằng là mình phải nên như thế. Bởi vì bây giờ mình là một người phụ nữ của gia đình. Nè. Hả? Dạ. Rồi. Được không? Em nghĩ là được. Được không? Cảm ơn chị. Ý khoan, cô dâu hình như là lâm lấp đúng không? Đúng rồi chị, có em bé rồi, bốn được 4 tháng. À 4 tháng rồi, dạ. Vì chị thấy cái bụng nó rất là nhô nhô dễ thương. À, phụ nữ nhạy cảm quá, nhìn là biết liền. Và cô dâu mình dây. Dạ. Và hồi nãy không biết chú rể khi mà ra đây là nghe khán giả coi như là cổ vũ nhiệt tình như vậy là có hết lo sợ? Cũng hơi run run. Giờ còn run không? Nhưng mà giờ chắc cũng từ từ cũng bớt. Từ từ cũng bớt, cho bớt. Cái cho dứt luôn đi. Rồi, hãy giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Chào MC, rất là dễ thương. Mình tên là Trương Long, 36 tuổi. Mình là kỹ sư công nghệ thông tin. Và đây là gấu mình. Là gấu mình. Tại sao các ông chồng lại hay gọi vợ mình bằng gấu ta? Tại vì lúc trước khi quen thì hiền lắm, mà khi cưới về thì bắt đầu mới trổ tính ra
rất là dữ nên thường thường gọi là gấu. Gấu. Dạ. À, à, chút nữa mình sẽ coi cô dâu gấu như thế nào. Đó. Rồi, mời em. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Duyên. À, hiện em đang phụ trách marketing cho một công ty. Em năm nay 28 tuổi. Rồi, hai bạn quen nhau trong một cái trường hợp nào, một cái cơ duyên nào? Xưa lên thành phố học, ở chung phòng với nàng. Cô nàng cái là gì mà chung thôi. Chung nhà với nhà. Đúng liền. Chung nhà với nàng này bình thường thôi. Nhưng mà sao mình thấy nàng này siêng năng. Chiều tối về thì nàng này thường đem đồ ăn xuống hầm. Với lại nàng ăn mặc rất bình dị, giản dị lắm, chứ không có xe xua gì hết. Mình để ý từ đó. Nói tóm lại là hình dung nha, hình dung câu chuyện nè. Ở chung một cái nhà có nhiều người thuê. Ê, dạ. Gọi là nhà trọ. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bạn này là tạo ấn tượng cho bạn này là do bạn này rất là giản dị và hay đi hâm đồ ăn. Dạ. Thích nấu nướng. Dạ. Là kết liền đúng không? Dạ. Rồi ngược lại bạn này có biết là bạn này để ý mình không? Dạ, tại vì lúc đó cũng có nhiều người để ý em lắm. Thành ra anh này cũng là một trong số đó. Lúc đó cái tư tưởng của em nó ngây thơ lắm. Tại vì hồi xưa tới giờ á, em chơi với bạn nam thân cỡ nào luôn á, nhưng mà em không bao giờ lên xe cho nó chở. Dạ. Anh là chơi trò chơi tập thể cỡ nào luôn, không bao giờ nóng tay, dù rất là thân. Còn anh là anh cứ sắp hát vô không à. Rồi cái xong ảnh tự động đi lại nắm tay rồi này kia nữa. Tấn công liền, mình thấy là coi là mình phải tấn công liền anh. Bảy con mắt thời cơ sao cũng không được theo đuổi mà. Tự nhiên lại nắm tay. Cái em lúc đó em suy nghĩ, em nói trời ơi, vậy là mất hết rồi, mất hết rồi. Mất hết. Nắm tay thôi mà coi như mất hết. Tại từ nào chưa có ít giao tiếp, ít có quan hệ xã hội nên cái tư duy nó khác hay khác thường một chút. Dạ. Rồi sao cái nắm tay đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền. Hung lung. Em tấn công hung lung. Hung lung. Trời ơi, lúc đó làm sao? Trời ơi, em khóc quá trời luôn. Em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay giành giữ giờ mất hết rồi. Mất hết. Thì em lúc đó em thích không? Dạ không, lúc đó em cảm thấy là đất trời sụp đổ. Tại vì lúc đó em không nghĩ anh này là người yêu của em hay là bạn trai gì đâu. Em chỉ nghĩ là cái đó là phải dành cho cái người chồng mình sau này hay là gì đó. Tại vì cái lúc đó cái tư tưởng của mình là cái điều đó là thiêng liêng lắm đó. Tự nhiên bây giờ là cướp mất của mình cướp luôn mất. Rồi bây giờ sau đó là bắt đầu là quen nhau. Dạ. Đúng không? Rồi đi chơi với nhau. Mình tấn công liền, chứ mình ngồi nói không thì đó, giờ, không có gì hấp dẫn đâu. Bây giờ chị mới đang hỏi đây nè, tức là đi chơi lần rồi ngoài cái chuyện nắm tay hôn rồi còn làm gì tới nữa không? Dạ không, dạ không. 9 năm 10 tháng. 9 năm 10 tháng là chỉ nắm tay hôn vậy. Nắm tay hôn nhau. Vô cà phê sân vườn. Chị rất là thắc mắc, 9 năm 10 tháng. Dạ. Mà tụi em chỉ có nắm tay với hôn thôi. Chắc đắng không? Dạ. Như vậy là cái đêm tân hôn nó chắc vui lắm á. Dạ. Đêm tân hôn đâu biết gì đâu chị. Mà đêm tân hôn cũng không có nữa. Đêm tân hôn hai đứa chỉ lo đếm tiền thôi. À. Sáng nay gặp nhiều cặp vợ chồng còn đếm tiền không đó. Vậy là sau đêm tân hôn rồi dính bầu luôn. Dạ đúng rồi chị. Mà giờ cũng còn đang rất là buồn. Tại vì sau 9 năm 10 tháng thì mình sẽ có một thời gian hưởng thụ. Bây giờ vừa mới cưới nhau xong thì tự nhiên có em bé. Là coi nghỉ hưởng thụ luôn. Dạ. Còn như lại, em nói nghe là hai bạn đã quen nhau là 9 năm 10 tháng. Dạ. Nghĩa là một cái quá trình phải nói là dài chứ không phải ngắn. Vậy thì sau khi cưới về rồi nó có khó khăn gì không? Khó cho anh, nóng nảy. Nhỏ xíu con gì mà nóng này. Em sợ nhất là khi mà em đi nhậu mà không nói trước, đi nhậu về cái em xỉn em ngủ kêu dậy. Chứ không, mà lúc đó là đang xỉn trong người. Xỉn mà kêu dậy anh cảm giác khó chịu lắm. Em không có ngủ được, cảm thấy uất ức lắm. Thành ra cứ lôi đầu vậy. Kêu ảnh dậy xong mà ảnh hơi tỉnh tỉnh rồi thì ngưng, nhưng mà thấy ảnh ngủ tiếp thì kêu dậy tiếp. Trời ơi, cảm giác hành hạ hành hạ đối anh hành quá. Thấy không? Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Hai vợ chồng quen nhau dài như vậy rồi đến lúc cưới nhau như vậy thì chồng em trong khi cưới về rồi có cái sự thay đổi gì? Ảnh sinh ra cái tập lười. Ví dụ như ở nhà ảnh lau nhà, ảnh rửa chén, ảnh nấu cơm, ảnh giặt đồ, ảnh nấu ăn. Nhưng mà vấn đề là em nghĩ là như vậy là nó không có đủ. Có nghĩa là ảnh ví dụ như ảnh phải dẫn em đi uống cà phê, hay ảnh dẫn em đi coi phim, hay là anh dẫn em đi chơi. Còn có nghĩa là bây giờ em ví dụ em muốn đi có uống cà phê thì em phải nói ảnh anh ơi dẫn em đi uống cà phê, quán em tự chọn, ảnh chỉ việc chở em tới. Em muốn đi coi phim em tự lên là phim nào luôn, tự coi là giờ nào luôn, ảnh chở em tới. Nói chung là mọi thứ em sắp xếp hết, em chả có gì bất ngờ hay chả có gì hồi hộp. Em cảm thấy chán chán mà nói trao đổi ảnh rất là nhiều lần. Mà ảnh cứ tới nhà nói với em nhàm cái gì mà nhàm, em đốt đốt hả, có tiền được không giống như anh luôn. Cứ tự tin về mình thôi. Anh nghĩ sao mà vừa mình làm mệt mà vừa nấu cơm vừa chặt đồ nữa, anh thấy đuối lắm chứ bộ ăn đuối mà về tối giờ nó mệt rồi, làm mình cảm giác làm biến lắm, nằm nghỉ cho nó khỏe. Mà nàng lúc nào cũng kêu đi chơi chỗ này chỗ nọ, tại nàng đâu có làm đâu mà. Ngoài cái việc là anh ấy không làm mới mình thì ảnh còn có tật xấu gì không? Một trong tật xấu mà em rất là bực đó là rêu rao vợ. Tại vì em nghĩ là chuyện gì thì ví dụ như hai vợ chồng đóng cửa với nhau, ví dụ như em có chửi ảnh, em lôi vô phòng em chửi thôi. Hoặc em có quýnh ảnh hay là hành hạ ảnh thì em cũng lôi vô phòng. Đòn. Nói chung là trước mặt người khác là em ít khi nào mà la ảnh lắm. Nhưng mà ảnh lại đem tất cả những việc đó kể cho tất cả mọi người.
từ những người mà em không hề quen biết cho tới những người mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, chị dâu chồng, cháu chồng, bạn của chồng, đồng nghiệp của chồng, sếp của chồng, nói chung là tất cả mọi người, thậm chí cả những người mà em không biết mặt mà không biết mặt em. Thành ra nhiều khi người nào mà lần đầu tiên gặp em, ta nói trời ơi, để coi vợ nó, coi vợ nó. Giống như em là một cái gì ở trên trời rớt xuống, em là một cái con gì chắc 12 con mắt, 34 cái tai hay là đại loại là ghê gớm á. Cứ đi nói vợ này, trời ơi vợ cũng không, nói mày biết nha, ở nhà vợ tao ha, nó quýnh tao ghê lắm. Rồi kể tùm lum tà la, thành ra trong mắt mọi người xung quanh em cứ như là một cái gì đó dễ sợ lắm. Dạ, đó dạ. Vậy chị hỏi cái điều này nè, từ lúc mà em có cái đêm tân hôn đầu tiên với vợ em á, dạ, cho đến lúc mà em bế quan tỏa cảnh, em coi như là em cử luôn á, dạ, là vợ em được bao lâu? Sau khoảng ba tháng là em ngừng. Có nghĩa là vợ em là ba tháng thôi là ngừng tới giờ? Dạ. Bởi vậy không chửi em hoài là lạ, không giữ mới là lạ. Chị thấy vậy nè, tụi em á nên gặp bác sĩ về sản khoa á, dạ, để tư vấn về cái mối quan hệ vợ chồng khi mà cái người vợ đang có bầu. Tại vì theo như là chị biết á, yeah, chị cũng có đọc sách báo á, thì như vậy nè, trong thời gian vợ có bầu từ tháng thứ tư trở đi đến tháng thứ bảy á, yeah, quan hệ vợ chồng bình thường, miễn là tụi em biết là như thế nào để mà không ảnh hưởng đến em bé, thì theo chị nha, tụi em nên gặp bác sĩ, yeah, rồi bác sĩ sẽ tư vấn cho tụi em, chứ không vợ em nè nó nổi sảy lên hết rồi, chị nói thiệt luôn ạ. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì, gọi là gì, ưu tiên bà bầu trước? Dạ, anh phải chủ động trong cái việc là hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ừ, chị nghĩ cái đó là một cái đòi hỏi rất là đúng đắn. Nhiều khi em mệt thiệt, nhưng mà em có thấy vợ em vui thì em hạnh phúc lắm, em hết mệt đó. Mình thay vì đi uống cà phê ghé vô ăn hộp vịt lộn cũng được chị, vừa bổ cho con nữa, vừa bổ cho mình nữa. Không, chị nói thiệt mà. Còn em thì em muốn vợ em thay đổi đi chị. Vợ em bớt nóng tính, thấu hiểu hơn cái tư tưởng người khác hơn, chứ đừng có áp đặt cái tư tưởng của mình vào người khác, bắt người ta phải làm như vậy. Em biết sao không? Thực ra là như vậy nè, cái người phụ nữ lúc mà người ta có bầu á, ta thay đổi cái nội tiết tố trong người á, tự nhiên ta có những cái tính nó đột biến kỳ lạ lùng lắm. Cân bằng cái đó đi, tự động thấy khác liền. Thử đi. Thôi tối nay thử liền đi. Tối nay đi gặp bác sĩ trước đi rồi thử cho chắc ăn em ơi. Em sẽ yên tâm hơn về cái tư tưởng của em á. Hai vợ chồng bạn cứ tìm gặp bác sĩ đi, rồi xong rồi tối nay về hưởng thụ. Được má, được má. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Cô cảm thấy hồi hộp luôn, rẩy vào luôn. Vậy chồng em tay lạnh ngắt luôn á. Vậy dạ. Em nắm tay, mà chồng em lạnh như nước đá. Nắm tay cái đi cho ông ấm coi nào. Đó. Bây giờ bớt chưa? Không có gì rung hết trơn á, coi như là mình chia sẻ, mình tâm sự với nhau thôi. Dạ. Đúng không? Kể cái mặt ông hốt bình tĩnh nha, cái mặt. Ừ. Nói nghe nè, hồi nào bây giờ có lên chương trình TV nào chưa? Dạ, thưa chú chưa. Chưa luôn hả? Chắc chắn là chưa thì mới hồi hộp vậy chứ. Nghe nè, ở đâu em ở miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mới lên thành phố Hồ Chí Minh để mà tham dự chương trình vợ son này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Là ở quê ở đâu? Cưng ở đâu? Dạ quê Sóc Trăng với con. Ở Sóc Trăng, con ở Sóc Trăng là con mới lên đây lúc mấy giờ? Con lên đây hồi tối hôm qua. Hồi tối hôm qua. Ờ, hai vợ chồng. Rồi tối hôm qua có đi đâu ở Sài Gòn chơi không? Dạ, tình hình Covid này không dám đi con. Không dám đi luôn. Không dám đi luôn, Covid không dám đi luôn. Rồi. Hai đứa ở trong phòng thôi. Dạ. Có đi ăn rồi về ngủ rồi tới đợi tới lịch đi. Vậy đó. Thương không? Trời ơi, thương ghê không? Ăn cơm, ăn cơm mà con không dám ra ăn quán luôn á con. Hiểu hả? Dạ. Trời con ơi. Sợ hả? Dạ con nó sợ. Nghe nè, ở đâu cũng vậy à, ở Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang gì cũng đầy rồi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy đó. Cứ thoải mái đi con, không có sao cả. Nghe. Đi phố đi bộ được, chơi lâu lâu lên phố chứ mình. Đeo khẩu trang được mà, chơi, đâu có nghe. Gì đâu. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu cho mình đi. Dạ con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Đây, dạ. Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Dạ con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm ở quê ấy con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ồ vậy hả? Mình nuôi là cá nhân gia đình mình hay là mình vô một cái tổ hợp nào đó? Dạ nuôi cá nhân con. Ở nhà mình nuôi nhiều không? Dạ mấy vuông nuôi cũng vài vuông. Vài vuông hả? Vài vuông là nhiều không em? Vài vuông là vuông là nhiêu ta? Một vuông với Sóc Trăng con là tính bao nhiêu? Cái mét? ao khoảng 3.000 khoảng 3.000 mét vuông thôi. 3.000 mét vuông á. Wow. Một wow, vuông. Wow, 3.000 mét vuông nhiều lắm á. 3.000 mét vuông nhưng mà một vuông nó khoảng chừng 1.000 mấy đúng không? Dạ dạ. Mấy. Bộ dài vuông, trời tôi mà biết vậy hôm tối qua nhắn tin trước nha. Mua tôm khô. Đem tôm lên trang. Tôm đồ, trời ơi, tức thiệt chứ. Có dịp lên ghé không? Rồi. Khi nào cô đi Sóc Trăng cô ghé. Khi nào cô đi Sóc Trăng cô ghé. Nha, ghé Sóc Trăng ghé ăn tôm em.
Em gần lắm chị ơi. À. Nha, em dắt chị đi Sóc Trăng ăn tôm. Ok. Tôm luôn. Chắc chắn là mình không phải tốn tiền rồi đó. Đúng không? Không lẽ bắt cô chú trả tiền đúng không? Nhưng mà tụi con ở ngay Sóc Trăng ngay thành phố luôn không? Dạ con ở Cù Lao Dung với Cù Lao Dung. Như là phải đi xuống Bạc Liêu. Qua phà đây, qua phà đây, qua phà Cầu Quan á chú. À, qua Bến Tre qua phà Cầu Quan. Vậy là nó gần với Bạc Liêu không? Nó nằm giữa Trà Vinh với Sóc Trà Vinh. Ủa gì là trên này rồi. Dạ, trên Duyên Hải. Trên này rồi. Ủa mà hỏi chi ba chuyện đó phải hỏi gì nè. Tôm của nhà con bự không? Dạ nuôi tôm, bữa nay trốn ăn tôm thì trốn đi, mà nói chung là ý cô hỏi tôm là bự không? Doanh thu dạ, mình đang dạ. Lành không? Nuôi thì khoảng ví dụ như nếu mà trúng thì cũng 60 con ký vậy không? Nuôi tôm thẻ đang trắng thôi. Rồi. Ngon lành rồi, ông chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, còn bây giờ tới con. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. À, con chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. À. Dạ, con đến từ Sóc Trăng. À. Dạ. Nguyễn Ngọc công việc? Dạ, hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. À. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Làm bánh. Nuôi tôm nè, ha, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Chắc chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Dạ. Bán bánh nè, đó, thấy không? Hiện có hay không? Hả? Hiện có nha. Hiện có. Đó. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm hả? Hay là dạ. Về... À, về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. Sóc Trăng là dùng bánh mà, bánh bía đó chị ơi. Rồi bánh ú, bánh tét. Tức trong lòng á, phải biết là hôm qua nhắn tin riêng nói cho vợ là này có bánh bía ăn. Đúng rồi, nó mang một cần xé đồ lên. Trời ơi, tức chết trong lòng chứ. Sao? Biết rồi, chứ là sao quen. Nè, rồi, bây giờ nè, hai đứa ở Sóc Trăng. Ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26. 26, Khương 30. 30. Vậy là chắc chắn là đi mua bánh. Đi mua bánh và gặp cô này. Thế là cua cổ, đúng không Khương? Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm điện nuôi vuông là chắc nó bán là sỉ. Không bán sỉ mà. Bán sỉ đó vậy dạ. Hả? Ồ. Dạ đầu tiên lúc trước là con quen vợ cũng như là anh em thôi. Dạ. Với anh em. Rồi sau này cái khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Vậy thì mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Con làm đi mình, đâu mà con, về? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con chạy xe làm tài xế á. Chạy xe cam. Cam gì? Cam sành á con. Cam sành á. À dạ. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế con vận chuyển cam. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Trong lúc dịch nó đâu có được về quê đâu. Giãn cách không có được đi khỏi địa phương. Rồi ở trên Vĩnh Long khi cái năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết không? Lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Hết hồn, tự nhiên một năm xa cách xong về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cũng là cái lúc mà muốn làm quen. Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi là em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Dạ em. Biết gì thôi xong rồi khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ cô. Dạ xong rồi cái điện của con em rảnh không đi uống trà sữa với anh. Dạ lúc đó là con khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, có bụng mà có người rủ đi ăn mừng quá. Rồi cái con nói anh ngủ với em đi. Dạ là lúc đó là lần đọc đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước khoảng mấy năm? Khoảng biết chắc tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm dạ. Là ủa nhưng mà tại sao lại lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau đó rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. Là Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi cô. Lúc đó là một cái gia đình phải không? Cho nên rồi, là con hiểu. Không có để ý đúng không? Rồi xong rồi á là con đi đâu con làm ăn xa xôi vậy này cái nọ đó. Xong rồi lúc vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Rồi. Cũng biết cô cũng biết lâu cũng biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi.
Ừ. Chắc tại chưa tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân rồi, con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé cô. Hai bé? Dạ. Bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Dạ. Rồi. Rồi là bây giờ là con chung là có chưa? Dạ chưa cô. Chưa. Nó mới đây à đúng không? Mới cưới khoảng 2 tháng. Rồi bây giờ. Con mới cưới 2 tháng à? Dạ. Như vậy là con quá lời. Trời đất ơi, nó là trâu mà có tới hai con ngé luôn á. Ớn thiệt chứ, quá ngon luôn. Ủa nhưng mà là sau khi con gặp lại Ngọc là cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? À, khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó, có nghĩa là lần gặp lại rồi đó, bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa, xong qua ngày hôm sau là tụi con, tại vì ảnh còn ở nhà, ảnh rủ con đi chơi. Xong rồi đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke, mình karaoke đi tại vì lâu quá rồi anh không được vô. Dạ vô chỉ có hai anh em thôi, vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Dạ. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm lắm cưới. Dạ không, tại ông đám, nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Là một cưới. Tháng sau là đám cưới luôn. Dạ, tháng sau vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Giờ mới đây thôi. Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 29 26 Tết đó cô. Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày đồng dính liền nha. Hay thiệt. Ngoài cái giọng hát của ông. Gọi là chưa bằng đó, đi gọi là gì? Đi gọi là đi sao mà về trước á. Ha, người ta đi trước về sau, đây mình đi sao mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái luôn nó chạy. Thiệt chứ. Mà nó chạy quá nhanh luôn. Chạy 3 tháng, 3 ngày rồi là quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới đúng con không? Nữa. Theo bạn này. Cưng ba đúng không? Dạ thương ba luôn. Còn bây giờ là con đụng vô ba không được. Gì á? Dạ con không đụng vô ba được luôn. Lúc nào cũng ba con nó, mẹ ba con nó, con thương ba con lắm. Ủa sao con hay vậy? Con hay vậy đâu, chia sẻ bí kíp coi. Dạ lúc đầu con có mẹ cho ba mẹ vợ cho nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về con nói với mẹ con. Nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ đơn thân đó. Mà sao không biết gặp vợ con rồi cái mẹ chịu, với hai đứa nhỏ rồi cha mẹ chịu. Rồi mới con mới nói vậy thôi, vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa gái con. Hai đứa gái. Bởi vậy nó cưng là đúng rồi. Ôi vậy hả? Nhưng mà chắc giống mẹ hả? Chắc giống mẹ ha. Hai đứa gái chắc giống mẹ lắm đúng không? Xinh xắn đúng không? Dạ. Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có. Hay là chỉ kể về cái hoàn cảnh của vợ thôi, của Ngọc thôi. Lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Dạ, ba với mẹ khó hết luôn. Không? Khó. Nhưng mà khi gặp rồi nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương dạ. Vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Cho thấy hoàn cảnh vậy đó em mẹ thương. Rồi bây giờ hỏi câu này không phải đào bới đâu nha. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm cô. Xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đúng rồi, dân tài xế mà em sao vậy? Không thấy nó hiền quá à? Không. Hiền dắt cái lu chạy em thấy hả? 3 tháng trời mà quất luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Rồi lúc đó con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không ý. Thì trong lúc thời gian mà mình thanh niên mà phải có người yêu thôi, phải có con cũng trải qua hai mối tình ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không anh chú? Yêu xa không không? Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói dạ, chung là như anh em không có thích chứ. Con cũng không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Dạ. Rồi rồi như vậy là tụi con mới có lấy nhau 3 tháng rồi đúng không? Dạ, 2 tháng tính luôn cái thời điểm quen là 3 tháng. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Hương á thì trong 3 cái ngày mà trước khi mà tụi con tức yêu là, nhau đó tức là tụi con có kể về cái hoàn cảnh của con. Có nghĩa là chia sẻ của con với Hương. Con có chia sẻ, tức là chắc chắn là Khương, tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là trước hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ lương thân á, thì con có tâm sự với Khương không? Dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á con. Là nói trước khi là yêu nhau. Mà lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy đó. Con thấy vậy con
con kiểu như con thấu hiểu được, con thương vợ con. Lúc mà con ly dị đó con, mình nên con nuôi hai bé và đỡ một cái là có ngoại con phụ, chứ nếu mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực, tại vì hai bé nó nhỏ cô, nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi, bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 23 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ, tại vì nó ở chung nhà á cô. Xong rồi con hai thao nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé. Cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ, cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu dạ. Mà. Cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Đúng không? Đúng không? Thương liền. Dạ. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn. Tại vì á, khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cái là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó. Là nó khao khát, nó tự nhiên nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á. Thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Nhưng mà đó. Chị một biết không? Khi mà Khương nói là thương hai đứa nhỏ nhiều hơn thì chắc chắn cô này hạnh phúc. Hạnh phúc chứ, hạnh đúng không? Cô biết là con rất hạnh phúc. Cho nên cô rất muốn hỏi cái điều đó là vì lý do đó. Và với bạn Khương á, thì chắc chắn là bạn không có biết đầu môi chót lưỡi, bởi vì bạn này là một người cực kỳ thật thà. Đúng không? Đúng. Thành ra là tất cả những gì mà Khương nói á, là sự thật. Cho nên cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là nó là tình yêu đơn thuần, mà nó là tình thương và tình yêu. Cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Thành ra là cô mong á, là Khương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Và con có biết không, con nít nó ngộ lắm. Nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Con nhớ vậy nha. Con thương nó là sau này là con, nói chung nó trả lại hết. Tức là nó, con hiểu, con sẽ có lại hết những gì mà con đã cho tụi nó. Con nghe, con nhớ nha. Không những thương ba mà lại là thương ông nội bà nội nữa. Tốt rồi. Ông nội bà nội lúc nào cũng thôi con về nội con à, con về nội con. Dạ, nhưng khi ở bên nội con rước về không chịu về luôn con. Đó thì cha ông bà nội thương thiệt. Dạ, ông bà nội thương con lắm. Con nít mà con ai thương nó là nó thương lại. Dạ. Nó không có giả dối được. Con thành cảm ra là thấy cô con phải chúc mừng con đó, con quá là may mắn luôn. Dạ, con thấy con may mắn khi con có được chồng thương và thêm nội, gia đình nội thương. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng. Đó. Ô, bây giờ mình tới tiết mục vui đi nghe. Tiết mục kể lễ đó. Khi con kể về cái hoàn cảnh của con á thì chắc chắn là khán giả xem cái đoạn này cũng rất là xúc động. Mà bây giờ tới cái đoạn này cho nó phá không khí đi, cho nó vui lên đi, cho Khương nó bớt buồn, mặn buồn quá. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái Khương tật xấu? Khương nó có tật xấu gì? Đó. Dạ. Và hoặc là giờ... không, nó tật xấu thì nhiều khi nghe em bị sốc không? Khương có cái tật gì mà con chưa hài lòng không? Đó. Dạ, chồng con thì hầu như là ảnh tốt đó cô. Dạ, chỉ có ảnh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con, làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực, thương lắm, con thương lắm. Chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng mà. Hơi nóng. Dạ. Dạ, mỗi lần nóng lên thì sao? Cọc phải không? Dạ, hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho một chuyện nghe chơi coi. Tại cô không có hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt anh buồn vậy nè. Mặt anh hiền khô. Mày khô à. Mày hiền khô mà không biết lúc anh nóng sao. Nè, tôi đang nóng nha bà. Anh nóng. Hiểu không? Mặt vẫn buồn vậy nè. Tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không à? Ừ. Tại sao con mỗi lần con nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng cho cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là kiểu như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có dạ không hết. Đập đồ này kia thì không, chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy
mỗi lần con làm cái gì sai hay là sao ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ, con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Tức là khi ảnh nóng anh giống như một con người khác luôn dạ, hả bởi con? Vì, dạ, con chỉ muốn cái kiểu như là dạ. Con ví dụ như bình thường con không có gì chứ, nhưng mà con bực bội con hơi khó chịu, kiểu như là con muốn cái gì đó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Ừ. Cái gì anh cũng muốn hoàn hảo. Con muốn cái gì nó cũng phải là nó gọn gàng chỉnh chu, khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó con nít nó quậy á, con thấy nhiều lúc con nó quậy mà con thấy hơi bực bội. Quậy mình cọc luôn á. Rồi đâu không con nói chung nó quậy thì con không có gặp. Nhưng mà vợ con kiểu như không quan tâm lo làm bánh, nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ không có tức. Là ảnh không quan tâm hai đứa nhỏ là con kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi vậy rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là ảnh muốn cho con là bớt công việc làm bánh với lại là đi giao đồ lại. À, quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ, không muốn cho con làm nữa. Lúc anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào. Là anh nói hét là có hơi nạt thôi chứ không phải. Tại vì bên la quá cũng đâu có nên đâu con. Tại vì mình làm chồng. Khi hơi nói lớn tiếng thôi chứ không phải là la làng. Rồi, hiểu lớn vậy tiếng. Vậy mà sao nó sợ dữ vậy? Nó nói nó sợ lắm, mỗi lần mà con mà nóng lên là con như con người khác vậy đó, làm nó sợ kìa. Dạ. Tại bên này người ta mềm yếu. Thì tại hiện tại con rất con bình thường rồi, con hiền lắm. Nhưng mà con quạo vô con hơi la. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị, hai xị hoặc năm xị chẳng hạn, thì bạn này có uống rượu không? Dạ không, con không biết nhậu. Ít lắm chú. Dạ, có bạn bè kia với nhau. Có gì mà chứ là không phải chuyện đó thôi. Đúng không? Dạ. Rồi có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con đang kể xấu chồng con mà, có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Ghen sao? Ghen cái gì? Dạ, kiểu như là lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ. Em lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ, đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ. Không có muốn con đi mà nên. Không phải đâu cô, nhiều khi con sợ người ta nói. Người ta sợ nói bắt vợ làm gì đó. Rồi, mình không sợ chia sẻ. Tiếng là bắt vợ mình làm. Không chia sẻ với vợ mình. Nó không hay. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo. Cái phần ở dưới lộ đang làm cô. Chạy xe em khi cầm một tay cầm bánh tay đi giao á thì thấy nguy hiểm. Nhưng mà là vợ mà đi một mình mà giao bánh cho khách hàng là nam, chắc con ở nhà chắc khó chịu. Cũng bình thường thôi chứ. Bình thường đúng không? Dạ. Không có gì đúng không? Nhưng mà nhiều lúc có mà nhắn tin tè tè con hơi bực bội, nó nhắn tin đi hoài, nhắn này không ngủ thì nhắn tin hoài. Nhắn tin cho khách hàng là nữ là nam gì ổng cũng khó chịu hả? Dạ, tính vậy đó. Không, tức là ghen nó nhiều kiểu lắm em ơi. Nhiều khi á không quan tâm tới chồng, không quan tâm tới con mà cứ ôm cái điện thoại, cho dù là làm ăn, cho dù là kiếm tiền cũng vẫn bực, đúng không con? Giống như mình cảm thấy mình bị bỏ rơi bên lề cuộc đời vậy đó. Tiền đối với em là tất cả ư? Phải là tôi là các con chứ, đúng không? Rồi sao, còn tật gì nữa không? Dạ không cô. Hết rồi. Dạ. Đó, là chỉ có là hơi mong muốn đi, thôi mong muốn thay đổi luôn. Rồi nóng tính. Đó, hay lớn tiếng. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ con chỉ mong muốn là chồng con nói chuyện khi mà mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Dạ, nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Rất là tổn thương đúng không? Rồi giờ tới con đó Khương. Chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Tới con đó, giờ con có những tật xấu nào? Anh cứ nói đi. Vợ con nói chung là nó biết, vợ con là biết công ôn ngôn gia gia hạnh chứ. Cái gì? Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Là giống như bên chồng anh vợ sống hòa đồng đó. Nhưng mà con nhiều khi con muốn như vợ thay đổi là làm cũng phải biết trừ thời gian lại dành cho tụi nhỏ với gia đình. Hết. Đúng rồi, nãy cô thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Con thấy không? Tại vì vậy nè, con biết sao không?
Chồng con á, thương con, rất là thương con. Cô đã nói là chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Thành ra là chồng con mong muốn những một cái điều, nó có những cái điều mà có thể là nó là về phía của ảnh thôi. Là anh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, muốn con phải lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á, thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Đó, nhưng mà cô biết là vì sao con đang có cơ hội, con dễ kiếm tiền hơn. Cho nên là con mê. Tại vì sao? Chồng con không phải là, vợ con không phải là muốn kiếm tiền mà để chứng tỏ hay muốn gì đâu. Mà tại vì sao? Thứ nhất, chồng con là, à vợ con là luôn luôn cảm thấy là ví dụ cơ hội nó đến là phải làm, phải chia sẻ với chồng. Bởi vì sao? Con đã gánh quá nhiều rồi. Con gánh cả ba mẹ con. Con mang đến cái tình yêu, đến cái tình thương và cái sự hạnh phúc cho vợ con quá nhiều. Cho nên vợ con rất muốn làm cái điều là cùng với con để mà chung tay lo cho cái gia đình mình nó thoải mái về kinh tế, về tất cả mọi thứ. Là cái điều mong muốn của vợ con. Chứ không phải là vợ con không quan tâm đến con hoặc là mấy đứa nhỏ. Có nghĩa là vợ con đang làm một cái việc mà trong cái vòng quản lý của vợ con được. Ví dụ như vừa làm bánh nhưng mà em vẫn coi con được. Có thể là con nó không được là chỉnh chu như con của những người khác, là có người hầu kẻ hạ kế bên để sạch sẽ. Nhưng là vợ con control được cái việc đó. Và chắc chắn là con của con nó sẽ không bị một cái gì mà gọi là thua thiệt với người khác đâu. Đó, con yên tâm. Thế nhưng ngược lại thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi. Con quá cực rồi cho nên chồng con muốn bù đắp cho con. Cho nên chồng con bị sót. Bị sót. Vừa sót con nè, mà lại vừa hơi ghen tị một chút là trời ơi sao mà bà cứ lo, bà kiếm tiền kiếm bạc, bà không quan tâm tới mình. Rồi hai đứa nhỏ nó vậy mà không chịu người lo này kia nọ. Đó là những cái mà cái cảm xúc nhất thời của chồng con. Đó, cho nên là chồng con mới vì xót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Vì thương quá. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Rồi. Nhưng mà theo cô thì như vậy nè. Con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Con hiểu không? Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con là vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi. Lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặc cảm riêng. Con hình dung không? Nhiều khi không nói với con nhưng mà tự vợ con sẽ có cái mặc cảm đó. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó giống như là nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Con hiểu cái cô không? Con hiểu. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót. Hình dung không? Thương hết cả cái cực của nó. Thương hết cả cái mà hy sinh của nó, thương hết. Nhưng con sẽ từ từ nhỏ nhẹ con nói nó sẽ hiểu. Hiểu để mà dành cho chồng con mình thời gian của mình nhiều hơn. Nha. Rồi. Đúng không? Con muốn nói gì với chồng không? Con không có suy nghĩ gì nhiều. Tại vì nhiều khi con nói ảnh đi làm về hơi bực xong rồi về rồi thôi. Chứ đó giờ hai vợ chồng con chưa giận nhau quá một tiếng đồng hồ cơ. Ok, vậy là quá tốt rồi. Dạ. Quá rồi. Ảnh kiểu như ảnh bực xong rồi là ảnh sẽ trở lại. Anh hồi ảnh năn nỉ con thôi. Nãy anh lỡ anh lớn tiếng với em rồi thôi giờ cho bỏ qua cho anh đi. Nãy tại anh nóng quá nên anh không có suy nghĩ. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai chồng nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình đến phần gì ta? Kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok, rồi bốc thăm may mắn. Không biết là